Nhậm Gia Luân, Thành Nghị và La Vân Hy là ba cái tên nổi bật nổi lên nhờ dòng phim cổ trang thần tượng trong khoảng 5 năm qua. Do nổi tiếng vào cùng khoảng thời gian tương đối gần nhau, lại nhờ vai diễn cổ trang mà thoát vòng, lại đi cùng lộ tuyến phát triển, tuổi tác cũng gần bằng nhau. Nên không ít lần, La Vân Hy, Nhậm Gia Luân và Thành Nghị bị đặt lên bàn cân so sánh. Trong khoảng thời gian gần đây, khi ngày có nhiều lưu lượng mới nổi lên nhờ phim cổ trang thần tượng, các ngôi sao thế hệ trước cũng dần chuyển hình, tham gia nhiều thể loại phim khác nhau, thử sức với nhiều loại nhân vật. Mặc dù vậy, Nhậm Gia Luân, Thành Nghị và La Vân Hy vẫn là ba cái tên gắn chặt tên tuổi với dòng phim cổ trang thần tượng. Bàn luận về vấn đề này, các trang tin tức giải trí có tiếng và nhiều blogger điện ảnh của xứ Trung cũng đã đăng tải nhiều bài viết phân tích cặn kẽ về con đường phát triển của ba nam diễn viên. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim bàn thêm đôi chút về câu chuyện này nhé. La Vân Hy phát triển từng bước, có khả năng sẽ gánh được phim đại nam chủ. La Vân Hy sinh năm 1988, sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, nên La Vân Hy đã sớm được tạo điều kiện làm quen với việc nhảy múa, ca hát từ khi còn nhỏ. Trước khi đến với sự nghiệp diễn xuất, anh lần đầu ra mắt khán giả với vai trò ca sĩ thần tượng. Sau đó, La Vân Hy đã có cơ hội bén duyên với màn ảnh qua vai diễn trong phim Gặp Anh Ở Thời Gian Đẹp Nhất năm 2012. Nhưng chỉ đến khi đảm nhận vai diễn thời niên thiếu của nam chính Hà Dĩ Thâm, do Trung Hán Lương đóng chính trong Bên Nhau Trọn Đời, cái tên La Vân Hy mới nhận được sự chú ý của khán giả. Nam diễn viên gây ấn tượng với khán giả bởi ngoại hình thư sinh, đậm chất thanh xuân vườn trường. Cái tên La Vân Hy thật sự trở nên vụt sáng và được nhiều người quan tâm hơn sau khi tham gia dự án Huyền Huyễn Hương Mật Tựa Khói Xương cùng Đặng Luân và Dương Tử. Sở hữu khuôn mặt đẹp như tạc tượng cùng khí chất mong manh, La Vân Hy đích thị là dạ thần nhuận ngọc ôn nhu như ngọc, dịu dàng như nước bước ra từ tiểu thuyết. Dù sau này nhân vật này hắc hóa, La Vân Hy vẫn khiến Nhuận Ngọc nhận được sự cảm thông và yêu mến từ khán giả. Sau vai diễn Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Xương, La Vân Hy tiếp tục gây bão với chuỗi hoạt động sôi nổi và đạt nhiều thành tích ở cả dòng phim cổ trang lẫn hiện đại, với hai bộ phim Nguyệt Thượng Trọng Hỏa và phim Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương. Năm 2023, bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hy đóng chính được phát sóng và nhanh chóng nhận về nhiều sự thu hút từ cư dân mạng. La Vân Hy khiến người xem kinh ngạc khi cùng lúc đảm nhận ba nhân vật trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Kỹ năng diễn xuất của La Vân Hy khi hóa thân thành ma thần Đàm Đài Tẫn cũng trở thành chủ đề bàn luận khắp mạng xã hội. Qua các tập phim, người xem dần bị thuyết phục với khả năng diễn xuất, cử chỉ và hành động của La Vân Hy. Theo tổng kết của các nền tảng truyền thông, Trường Nguyệt Tẫn Minh là bộ phim góp mặt ở top đầu trong hầu hết các bảng xếp hạng phim hot của Trung Quốc năm 2023. Bộ phim Người Tình Hệ Chữa Lành ra mắt sau đó, tuy có độ thảo luận không cao, nhưng danh tiếng và giá trị thương mại của La Vân Hy không hề suy giảm. Hai bộ phim tiếp theo của La Vân Hy trong thời gian sắp tới vẫn tiếp tục là phim cổ trang với Nhan Tâm Ký đóng cùng Tống Dật, dự kiến phát sóng trong tháng 5 năm 2024. Và bộ phim Đại Nam Chủ Thủy Long Ngâm sẽ được lên sóng trong thời gian tới, đều nhận được sự kỳ vọng của khán giả cả về kịch bản lẫn dàn diễn viên chất lượng. Tạo hình của La Vân Hy trong cả hai bộ phim đều được đánh giá là đẹp mắt, phù hợp với khí chất phim cổ trang. Với vẻ ngoài tuấn tú, thư sinh mang nét buồn man mác và vóc dáng cao rất mảnh mai, cùng với những ưu điểm có được nhờ nền tảng từng là diễn viên múa ba lê, khiến mỗi một hành động và cử chỉ của La Vân Hy đều rất thanh thoát, nhẹ nhàng, nhờ đó giúp anh càng thêm phù hợp với tạo hình và khí chất cổ trang. Nhiều khán giả thừa nhận, ở tạo hình hiện đại, La Vân Hy không tạo được cảm giác kinh diễm, thoát tục như trong tạo hình phim cổ trang. Tuy nhiên, cũng không ít bình luận cho rằng nam diễn viên đang đi vào lối mòn diễn xuất khi diễn nhiều vai kiểu lạnh lùng, khí chất thần tiên. Ngoài ra, có một khoảng thời gian La Vân Hy khá gầy gò, khiến khán giả lo lắng cho sức khỏe của nam diễn viên, đồng thời thân hình gầy gò của anh cũng ít nhiều khiến hình tượng nhân vật thiếu sức sống. Trong thời gian tới, chỉ cần La Vân Hy duy trì tốt thể trạng của mình, tiếp tục nâng cao thêm về khả năng diễn xuất, thì phim cổ trang vẫn là miếng bánh ngon đối với La Vân Hy. Nhậm Gia Luân, địa vị bị lung lay vì diễn xuất và ngoại hình lên xuống thất thường. Nhậm Gia Luân sinh năm 1989, trước khi chính thức bước chân vào con đường diễn xuất, Nhậm Gia Luân đã từng có khoảng thời gian làm thực tập sinh tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà nhóm của anh không thể ra mắt, Nhậm Gia Luân sau đó đành phải trở về Trung Quốc. Sự nghiệp diễn xuất cũng bắt đầu từ đây. Trở về từ Hàn Quốc, Nhậm Gia Luân ngay lập tức nhận được vai chính đầu tiên trong bộ phim Thông Thiên Địch Nhân Kiệt. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động, Nhậm Gia Luân liên tục ghi dấu ấn bằng những vai diễn cổ trang ấn tượng. Năm 2017, anh vào vai Quảng Bình Vương Lý Thục trong Đại Đường Vinh Diệu. Lý Thục là một vương gia văn võ song toàn, nhất mực trung tình. Trên con đường lên ngôi báu đầy gian khổ, chàng luôn dành tình cảm yêu thương cho người con gái luôn ủng hộ mình. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục thể hiện xuất sắc vai Lục Dịch trong Cẩm Y Chi Hạ. Ở đây,
Nhậm Gia Luân đã diễn rất tốt các trường đoạn giằng xé nội tâm khiến khán giả đồng cảm, cùng với sự nhìn nhận đa chiều về một người có địa vị. Có vẻ ngoài lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng ẩn sau trong đó là quá khứ buồn đau được che giấu. Tiếp đó, anh gây ấn tượng với vai diễn tiểu nam thần Vương Châu Sinh Thần, một người điềm tĩnh, lễ độ, anh dũng, khí khái và hết mực thâm tình trong phim Châu Sinh Như Cố đóng cùng Bạch Lộc năm 2021. Có thể nói, sự thành công của Nhậm Gia Luân được góp phần lớn nhờ những vai diễn cổ trang đặc sắc từ ngoại hình cho tới nội tâm nhân vật. Sau những thành công liên tiếp của Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố và Một Đời Một Kiếp, sự nghiệp của Nhậm Gia Luân trở nên vụt sáng. Nam diễn viên phần nào được công chúng công nhận về khả năng diễn xuất sau thời gian dài lăn lộn trong giới giải trí. Liên tiếp những kịch bản chất lượng được gửi đến tay của Nhậm Gia Luân, bạn diễn của anh cũng toàn là những gương mặt nổi bật của làng giải trí như Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Thấm, Tống Tổ Nhi. Những tưởng sự nghiệp của Nhậm Gia Luân sẽ ngày càng thăng hoa, nhưng loạt phim lên sóng sau đó của anh chàng lại không đạt được thành tích bùng nổ như mong đợi. Từ Ngự Giao Ký, Lam Diễm Đột Kích, Thỉnh Quân, Mộ Sắc Tâm Ước và gần đây là Liệt Diễm đều có thành tích dưới ngưỡng kỳ vọng. Còn bộ phim Vô Ưu Độ đóng cùng Tống Tổ Nhi còn chưa kịp lên sóng thì đã có nguy cơ đắp chiếu vĩnh viễn vì scandal trốn thuế của nữ chính. Nhậm Gia Luân cũng đang gặp nhiều khó khăn khi có hai phim lên sóng gần đây có thành tích không tốt, bị đánh giá thấp về chất lượng. Trong thời gian tới, các dự án đáng chú ý của Nhậm Gia Luân vẫn tiếp tục là phim cổ trang Thần Tượng. Với phim Lưu Thủy Điều Điều đóng cùng Lý Lan Địch sắp được lên sóng và phim Phượng Hoàng Tại Thượng đóng cùng Bành Tiểu Nhiễm đang trong quá trình quay. Hai dự án này của Nhậm Gia Luân nhận được sự ủng hộ của khán giả bởi cả hai nhân vật lần này đều có thiết lập hình tượng khá phù hợp với sở trường của nam diễn viên. Tạo hình và nhan sắc của Nhậm Gia Luân trong hai bộ phim này cũng được đánh giá là đẹp mắt và có sức sống hơn nhiều so với nhân vật Vũ Canh trong bộ phim Liệt Diễm vừa qua. Ở tuổi 35, so với một số đồng nghiệp cùng thế hệ, Nhậm Gia Luân cũng ít bị kêu réo về vấn đề chuyển hình hoặc phải đa dạng thêm nhiều kiểu nhân vật hay thể loại phim ảnh. Bởi trong quá khứ, Nhậm Gia Luân đã từng chứng minh được bản thân có khả năng hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Anh từng đảm nhận vai diễn cao thủ giang hồ trong phim Kiếm Hiệp Mộ Bạch Thủ, từng đảm nhận vai thiếu tá lạnh lùng Lục Xung trong phim Điệp Chiến Dân Quốc Thu Thiền. Nhậm Gia Luân cũng đã từng đảm nhận vai chính trong các phim hiện đại như Tiểu Thư Quạ Đen và Tiên Sinh Thần Lằn, Không Nói Tạm Biệt, Một Đời Một Kiếp hay Anh Chàng Lính Cứu Hỏa trong Lam Diễm Đột Kích. Sau khoảng thời gian gần 10 năm hoạt động trong giới giải trí, khả năng diễn xuất của Nhậm Gia Luân vẫn luôn gây tranh cãi khi có phong độ không ổn định. Các bộ phim hot có sự tham gia của Nhậm Gia Luân như Đại Đường Vinh Diệu, Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố được cộng đồng mạng đánh giá là những lần hiếm hoi anh phát huy được trọn vẹn khả năng diễn xuất của mình. Còn lại những bộ phim khác thì diễn xuất của Nhậm Gia Luân chỉ ở mức bình thường. Bên cạnh đó, khả năng đài từ cũng là điểm yếu lớn của Nhậm Gia Luân khi đảm nhận các vai diễn. Vì thế, ngoài việc lựa chọn kịch bản tốt, thì Nhậm Gia Luân chỉ cần rèn rũa thêm khả năng diễn xuất và đài từ thì mới có thể củng cố chắc chắn được địa vị của anh ở showbiz hiện nay. Thành Nghị bị phản đối khi tiếp tục nhận đóng phim cổ trang Thần Tượng. Thành Nghị sinh năm 1990, cũng giống như Nhậm Gia Luân và La Vân Hy, Thành Nghị xây dựng thành công danh tiếng của anh tại showbiz là nhờ vào một loạt phim cổ trang bạo liên tiếp. Thế nhưng, con đường diễn xuất của Thành Nghị lại không mấy suôn sẻ. Nam diễn viên từng bị chê bai vì ngoại hình không ấn tượng, khả năng diễn xuất nhạt nhòa. Thậm chí anh chàng còn phải làm nhiều công tác hậu trường, bê vác đồ nặng nhọc. Năm 2020, khi phim Lưu Ly đóng cùng Viên Băng Nghiên được phát sóng, Thành Nghị ngay lập tức nhận được sự chú ý rầm rộ của người hâm mộ. Thành Nghị cũng trở thành cái tên vụt sáng nhất của đoàn phim Lưu Ly, ngoại hình lẫn diễn xuất của anh được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Cũng kể từ đó, Thành Nghị luôn có phim ăn khách, đặc biệt là ở dòng phim cổ ngẫu. Bộ phim giúp anh vụt sáng và có nhiều cơ hội mới trong nghề là Trầm Vụn Hương Phai đóng cùng Dương Tử. Dù phim gây nhiều tranh cãi nhưng Thành Nghị vẫn chinh phục thêm được một lượng lớn người xem. Năm 2023, Thành Nghị gây ấn tượng với vai diễn Lý Liên Hoa trong phim Liên Hoa Lâu. Sau Liên Hoa Lâu, Thành Nghị không chỉ đạt được những thành tích phim ảnh mới, thu hút lượng fan khủng mà còn từng bước leo lên vị trí của một trong những tiểu sinh lưu lượng hàng đầu Hoa ngữ. Mỗi vai diễn cổ trang của Thành Nghị luôn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Dù là Vũ Tư Phượng Si Tình, Ứng Uyên Đế Quân đầy giằng xé hay Lý Liên Hoa có cuộc đời đầy bi thảm, thì tất cả đều được Thành Nghị thể hiện xuất sắc. Anh được nhận xét có khí chất dịu dàng, trầm lắng phù hợp với phim cổ trang. Tuy nhiên vấn đề của Thành Nghị là khả năng biểu cảm trong một số phân đoạn cho thấy sự thiếu linh hoạt, khả năng đọc thoại và đài từ không tốt, phát âm sai lời thoại. Bên cạnh đó, Thành Nghị cũng không quá hợp với phim hiện đại. Hai bộ phim hiện đại gần đây nhất do Thành Nghị đóng chính là Ranh Giới và Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đều không nhận phản ứng tích cực của cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng và bloggers đều đánh giá rằng khí chất của Thành Nghị thích hợp đóng phim cổ trang hơn là phim hiện đại. Năm 2024,
Thanh Nghị chuẩn bị trở lại màn ảnh với dự án phim cổ trang mới là Anh Hùng Chí và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Vương Quyền Thiên. Nhiều khả năng Anh Hùng Chí sẽ lên sóng trước trong thời gian tới vì đã quay xong từ lâu và hoàn tất phần hậu kỳ. Gần đây, sau khi kết thúc quá trình quay bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Vương Quyền Thiên cùng với Lý Nhất Đồng, Thanh Nghị cũng nhanh chóng gia nhập đoàn phim cổ trang Võ Hiệp Phó Sơn Hải do công ty Hoan Thụy sản xuất. Tuy nhiên, vấn đề cũng phát sinh từ đây khi nhiều người hâm mộ của nam diễn viên đã bất ngờ bày tỏ sự không hài lòng đối với dự án lần này. Việc Thanh Nghị tiếp tục nhận đóng phim cổ trang không có gì là không tốt, mỗi diễn viên đều có một định hướng phát triển cho riêng mình. Người hâm mộ không ép anh chuyển hình hoặc buộc phải đóng những thể loại phim khác, mà họ lên tiếng phản đối vì công ty Hoan Thụy quy hoạch và lựa chọn dự án không phù hợp cho Thanh Nghị. Dự án Phó Sơn Hải trên danh nghĩa là phim cổ trang võ hiệp, nhưng khi tìm hiểu kỹ nội dung thì lại phát hiện ra rằng Phó Sơn Hải chỉ là phim ngôn tình cổ trang đội lớp võ hiệp. Thêm vào đó, ekip sản xuất của công ty Hoan Thụy, công ty chủ quản của Thanh Nghị, từ trước đến giờ vẫn luôn mang tiếng là có nhiều vấn đề bất cập. Hay đưa thêm người mới vào phim, cũng như việc chế tác phim cũng xuống tay hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. Vì thế, khi nhận đóng bộ phim Cây Nhà Lá Vườn này của Hoan Thụy, thì sự nghiệp của Thanh Nghị có khả năng bị chừng lại và sẽ rơi vào vết xe đổ của nhiều đàn anh đi trước. Khi đã qua độ tuổi lý tưởng để đóng phim cổ trang thần tượng, nhưng lại không thể có bước phát triển mới, cuối cùng vẫn loay hoay mãi với những dự án cổ ngẫu trung niên. Bạn có suy nghĩ như thế nào về những quan điểm mà chúng mình đã nêu lên trong video này? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!